nghe ai ra các bạn? Câu chuyện nào? Nhìn nhau nhỉ. Ông ơi, 27 năm rồi. Sau là sau năm thứ 2 thì năm thứ mấy thì cưới? Tại vì thôi đó tao đồng chí nhá. Ông 9 thì cưới. Năm 3. Năm 7 năm. À, biết là yêu nhau từ hồi của xã đấy nhỉ.